Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình Honda Hồng Đức 11. Mình xin tự giới thiệu, mình là tên Đặng Hoàng Vinh, nhân viên bán hàng huyết Honda Hồng Đức 11. Địa chỉ cửa hàng của mình ở số 954 ấp Cầu Sáng, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Số điện thoại để các bạn liên hệ mình là 0907 759 795. Và hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn về chủ đề về xe số nha. Và dòng xe số mình muốn giới thiệu cho các bạn hôm nay đó là dòng Blade. Thì hôm nay mình sẽ báo giá cho các bạn và chương trình khuyến mãi cũng như hỗ trợ cho các bạn là mua xe trả góp và đặc biệt là trả góp không đồng luôn nhé các bạn. Thì giờ sau đây thì mình sẽ vô chi tiết từng xe và mình sẽ báo giá, chương trình khuyến mãi và hỗ trợ cho các bạn là tính trả góp cho các bạn xem tham khảo luôn nha. Rồi xin mời các bạn. Đây thì như các bạn đã biết thì dòng Blade của chúng ta hiện tại có 3 phiên bản nha các bạn. Thì phiên bản bánh căm thì hôm nay cập nhật giá cho mình thì là 18.290.000 và phiên bản bánh căm nhưng mà mình xài thắng đùm thắng đĩa nha các bạn. Mình vừa báo cho các bạn là phiên bản xài thắng đùm, còn ví dụ như các bạn sử dụng phiên bản bánh căm xài thắng đĩa thì giá cập nhật cho hôm nay cho các bạn là 19.290.000 và phiên bản bánh mâm thắng đĩa thì giá hôm nay là 21.090.000 nha các bạn. Thì nó có 3 phiên bản thì nó cũng rất là nhiều màu sắc cho các bạn xem tham khảo. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem tham khảo 3 màu của phiên bản bánh căm, bánh mâm, thắng đĩa nha các bạn. Thì có màu hiện tại trước mắt các bạn là màu xanh đen nha. Xanh đen rất là đẹp, nhìn thiết kế của dòng Blade này thì nó mang đậm chất thể thao nha các bạn. Nó thể thao, thon gọn, rất là phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng nha các bạn. Đây là cái bản thể thao này được thiết kế là logo 3D luôn nha các bạn. Hình nổi, nhìn xe của ta rất là ấn tượng, tạo nên dấu ấn đặc biệt riêng của dòng xe Blade luôn nha các bạn. Và thiết kế là thon gọn, thánh thóp nha các bạn, thể thao. Đây là những chi tiết tem được thiết kế rất là tỉ mỉ, tinh tế nha các bạn. Cái bản hôm nay mình quay cho các bạn là hoàn toàn là bản xe zin hết nha các bạn. Mình hôm nay mình không có quay xe độ, mình đổi cái chủ đề cho các bạn quay xe độ, bạn xem hoài thì cũng thấy chán. Hôm nay mình sẽ quay xe zin cho các bạn xem tham khảo. Chủ yếu là hôm nay mình sẽ tính cho các bạn chương trình mua trả góp, trả trước không đồng. Thì hiện tại giờ thì mình mua xe thì bên cửa hàng của mình thì cũng có một cái gói quà tặng, tặng kèm theo cho các bạn là trị giá khoảng 1.000.000 đồng. Thì bao gồm là nón bảo hiểm, thẻ quýt, móc khóa, phiếu đổ xăng miễn phí là 2 lít, phiếu thay nhớt giảm giá 50% 6 lần và được tặng áo mưa nha các bạn. Ngoài ra thì khi các bạn mua xe bên cửa hàng của mình đó, thì nếu các bạn có là khách hàng thân thiết có thẻ quýt thì các bạn sẽ được giảm tiền trực tiếp trên giá xe nha các bạn. Còn nếu các bạn có thẻ quýt nhưng mà các bạn giới thiệu bạn bè người thân mình lại mua xe thì mình sẽ được nhận quà nha các bạn. Là màu xanh đen nha các bạn. Đây thì mình giới thiệu cho các bạn là màu trắng luôn, trắng đỏ đen nha các bạn. Có tem, tem rất là đẹp. Tem này là tem thiết kế nha các bạn, thiết kế của Honda. Và là logo Blade cũng được thiết kế hình nổi 3D, rất là đẹp nha các bạn. Thì phong cách thiết kế của dòng xe Blade này là thiết kế theo phong cách thể thao nha các bạn. Thanh thoát, thon gọn nha các bạn. Và đặc biệt là động cơ máy cũng là 110 vận khối luôn nha các bạn, rất là mạnh mẽ. Sang số cũng rất là dễ dàng đi máy. Và đặc biệt là xe chạy rất là tiết kiệm xăng nha các bạn. Cũng ít xăng các bạn có thể đi được 55-60 cây được cái đường trường nha các bạn. Chắc là tiết kiệm xăng cho các bạn. Đây thì bản này thì bản bánh mâm thắng đĩa luôn. Bánh mâm thắng đĩa, mình cũng có bản bánh căm thắng đùm và bánh căm thắng đĩa luôn nha các bạn. Thì hôm nay mình chỉ quay cho các bạn là bản bánh mâm thắng đĩa thôi. Đây các bạn quan sát nha. Thì lúc trước thì giờ thì mình cũng ít quay những cái bản xe số Blade này. Thì hôm nay mình lấy cho mình quay cho các bạn xe tham khảo. Thì các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ mình tên Vinh, số điện thoại 0907 759 795. Giá xe thì cũng rất là mềm nha các bạn, rất là rẻ, chỉ có khoảng 18 triệu mấy thôi là mình sở hữu được chiếc xe rồi. Xe mình có chế độ hành đầy đủ cho mình là 3 năm, 30.000 km nha các bạn.
và đặc biệt là xe này chạy rất là bền, trải nghiệm xe rất là bền, rất là mạnh nha các bạn. Và các bạn nếu mà mình có nhu cầu mua trả góp thì mình cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn luôn nha. Thì ở đây mình có một cái bảng tính trả góp cho các bạn thêm tham khảo nha. Thì ở đây mình sẽ tính cho các bạn là phiên bản bánh căm tháng đồng là phiên bản rẻ nhất nha các bạn, là 18.290.000. Thì chương trình trả góp của mình rất là đặc biệt, là chỉ cần bạn trả trước 0 đồng luôn, hỗ trợ cho các bạn trả trước 0 đồng luôn, thì nó sẽ có 3 mốc góp cho các bạn tham khảo, là 12 tháng là mỗi tháng là 1.856.000, 15 tháng là 1.552.000 và 18 tháng là 1.355.000. Rất là dễ góp nha các bạn, và đặc biệt trả trước 0 đồng luôn. Để rất là dễ dàng để sở hữu được một chiếc xe nha các bạn. Ở đây thì mình giới thiệu cho các bạn cái màu cuối cùng luôn là màu đỏ đen. Đỏ đen nha các bạn. Màu này thì rất là đẹp. Thì bộ blush này hiện tại giờ là tem này là tem mới nha các bạn. Nó có blush nhưng mà phiên bản này là phiên bản tem mới. Mới hơn so với phiên bản trước nha các bạn. Thì mình nhắc lại luôn cho các bạn nhớ cái giá ha các bạn. Thì mình có 3 phiên bản, phiên bản bách căm tháng đùng giá là 18.290, phiên bản bách căm thắng đĩa 19.290, và phiên bản bánh mâm là thắng đĩa thì giá là 21.090.000 nha các bạn. Và đặc biệt có chương trình hỗ trợ trả góp, trả trước 0 đồng luôn nha, trả cho trước 0 đồng luôn nha các bạn. Xe số mạnh và rất là tiết kiệm xăng nha các bạn. Xe số mạnh tiết kiệm xăng. Thế thì đây các bạn cho các bạn xem cái phần cốp xe luôn và cái phần bên trong xe. Thì dung tích bình xăng nó khoảng 3.7 nha các bạn. Dung tích bình xăng này cũng khá là lớn. Và đặc biệt là nó được trang bị hệ thống Evabo kiểm soát hơi xăng luôn nha các bạn. Thì xăng bay hơi sẽ được hoàn lưu và được đưa vào bù đốt lại, cho đó nó rất là tiết kiệm xăng cho các bạn và nó an toàn, không thoát xăng ra ngoài môi trường các bạn. Và xe này nó cũng có cốp xe các bạn. Cốp xe này có thể để được rất là nhiều vật dụng cho các bạn cá nhân, thì giấy tờ là một số vật dụng cá nhân khác nha các bạn. Thì clip video của mình đến đây thì cũng xin kết thúc. Nếu các bạn thấy hay hãy like và đăng ký kênh của mình Honda Hồng Đức 11 để các bạn được cập nhật giá chương trình khuyến mãi cũng như những màu sắc xe độ và cũng như là chương trình trả góp. Mình sẽ thường xuyên cập nhật cho các bạn để các bạn có những nắm bắt những cái thông tin kịp thời nhất, tốt nhất để các bạn có thể sở hữu xe nha các bạn. Thì các bạn cứ liên hệ mình tên Vinh, số điện thoại mình 0907 759 795. Mến chào các bạn, hẹn các bạn những video lần sau.